Sáng ngày 15 tháng 6, Hội đồng Nhân dân xã Bình Khê khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và đại biểu Hội đồng Nhân dân các ban ngành xã Bình Khê. Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, có 27 đại biểu trúng cử vào Hội đồng Nhân dân xã Bình Khê khóa 20, trong đó đại biểu là nữ chiếm 29,63%, đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 11,11%. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và ông Mạc Văn Thuật được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã bầu các trưởng Phó Ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Xã hội của Hội đồng Nhân dân xã, bầu Thường trực Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026, gồm ông Nguyễn Quốc Hùng, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ông bà Nguyễn Thị Tám và Đỗ Văn Thông, đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Khê khẳng định các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Bình Khê khóa 20 sẽ đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong toàn xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần đưa xã Bình Khê phát triển đi lên, tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương.